Thưa quý vị, hiện Hà Nội có khoảng hơn 70 cầu vượt bộ hành. Số lượng không nhỏ nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của người dân. Đầu tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất xây dựng thêm 29 cầu đi bộ. Nhìn vào tính hiệu quả thực tế của các cầu bộ hành hiện nay, còn nhiều băn khoăn về việc làm sao để phát huy hiệu quả các công trình này. Cầu vượt bộ hành trên đường Lê Quang Đạo. Một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng chẳng có bóng người qua lại, dù là giờ cao điểm. Cầu rất là rộng, sạch sẽ, thoáng mát, nhưng mà không có mấy ai đi qua. Chứ tôi thấy là cái cầu nó ở cái khu vực này nó lãng phí quá, và có thể nó chưa được đúng với mật độ của dân sinh. Ngoài việc tồn tại ở vị trí không hợp lý theo nhu cầu thực, cây cầu này còn được nhiều người để ý vì có lối dẫn xuống đâm thẳng vào bồn cây. Theo đại diện phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cầu vượt này có 3 lối lên xuống, mục đích chính là phục vụ người dân đi lại trong quá trình diễn ra đua xe tại đường đua F1. Sau khi dừng hoạt động đường đua, chính quyền đã báo cáo lên quận để được di chuyển cầu bộ hành qua khu vực trước cổng làng Phú Đô, nơi có đông dân cư hơn. Tuy nhiên, đến nay cầu vẫn mãi nằm im ở vị trí trơ trêu, còn người dân thì cứ tiện đâu qua đường ở đó. Ngược lại, trên tuyến đường vành đai 2 dưới thấp, hơn 5 km đường từ 8 đến 10 làn xe, nhưng chỉ có hơn 10 vị trí có vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ. Vì thế, cảnh tượng người đi bộ đan xen vào dòng xe cộ để qua đường không hề hiếm gặp. Có một lần tôi đi sang qua đường ấy, chờ đến 15-20 phút, có những lúc phải mất nửa tiếng, bởi vì chờ xe hết đi thì mới dám đi sang qua đường. Thì rất là nhiều những cái trường hợp là bị các ông già, các bà, nghĩa là đang đi như thế này cũng bị tông nhau như hôm kia ở đây này. Hiện Hà Nội có hơn 70 cầu bộ hành. Tuy nhiên, một số điểm vẫn diễn ra tình trạng nơi cần không có, nơi có lại không được dùng, nơi được dùng lại dùng không đúng mục đích. Đầu tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất chi 300 tỷ đồng xây dựng thêm 29 cầu vượt đi bộ. Song để tránh lãng phí, theo chuyên gia giao thông, cần phải có sự nghiên cứu bài bản, chi tiết. Tôi nghĩ rằng là Hà Nội đã có cái dự kiến để xây dựng 29 cây cầu, tức là người ta đã định hình ra 29 cây cầu cụ thể, đã có nghiên cứu một cách tương đối đầy đủ những cái vị trí cần thiết phải xây cầu. Tuy nhiên rằng là góc độ nào đó để chúng ta mà có thể đầu tư hiệu quả các cây cầu vượt cho người đi bộ qua đường, thì chúng ta phải xem xét lại cái cây cầu nào cần nhu cầu xây dựng ngay thì chúng ta đầu tư trước, để đảm bảo chúng ta phát huy được cái tiền đầu tư, nâng cao được cái hiệu quả, cái công năng của phát huy các cái cây cầu. Xã hội ngày càng phát triển, xu hướng không sử dụng phương tiện cá nhân của người dân ngày càng lớn. Xây dựng và phát triển một không gian đi bộ an toàn, văn minh sẽ góp phần hiệu quả trong việc thúc đẩy, nâng cao năng lực vận tải khách công cộng, giải quyết nhiều vấn đề còn nhức nhối của giao thông đô thị.